ba chào mọi người nè. Chào mọi người. Sáng nay Lộc đi lượm cỏ với mẹ nè. Mọi người xem Lộc đi lượm cỏ với mẹ nha. Dừa trôi nè. Mọi người xem Lộc lượm củi giúp mẹ nè. Cái này gọi là món ăn dừa. Rồi đây nè, mấy này chậm cũng được nè Lộc nè, mấy này chậm cũng được nè. Mọi người thấy Lộc giỏi chưa? Lộc đi lượm củi phụ mẹ nè. Ngày nhóc món ăn luôn. Ở đây để mẹ bỏ củi vô bao nữa nha. Rồi dở bao ra cho mẹ bỏ củi vô. Rồi món ăn đây nữa nè. Món ăn dừa. Cái món ăn này bỏ vô chậm ngon lắm. Ở bên đây nữa. Đây. Cái món ăn. Lấy cái đó luôn. Lọc gấp cái món ăn này lại nè. Lọc gấp để đây mày bỏ vô cho. Rồi. Lọc khiến ba đi luôn. Đây là đây có cái món ăn ở đằng đây nữa. Đây nè, nhóc món ăn ở đây nè Lộc ơi. Đây nhóc món ăn nè. Đây nhóc món ăn nè Lộc ơi. Nè. Mọi người thấy Lộc giỏi chưa? Lộc đi lượm món ăn luôn. Nó nắng luôn. Rồi. Vậy chưa? Mới lượm chút xíu được nhóc món ăn rồi. Rồi, thôi mình mang cái bao này vô nhà thôi. Rồi, Lộc chào mọi người đi. Chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.